Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp tổ chức hội thảo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, niềm tin và giải pháp. Hội thảo nhằm phân tích tổng quan thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, làm rõ những khó khăn thách thức mà cả đơn vị phát hành và trái phiếu chủ đang đối mặt. Hội thảo tập trung hiến kế, đề xuất các giải pháp tích cực nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp và các bên liên quan. Mục tiêu hướng đến khơi thông nguồn vốn và sự phát triển bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thời gian qua, việc một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu trái luật sử dụng vốn sai mục đích bị cơ quan chức năng mạnh tay xử lý, khiến niềm tin nhà đầu tư giảm sút. Điều này khiến khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới sụt giảm, khối lượng mua lại trước hạn tăng mạnh. Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp kỳ vọng những nội dung thảo luận của hội thảo sẽ là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách tham khảo điều chỉnh hướng đi phù hợp cho thị trường, gỡ bỏ những nút thắt khó khăn vướng mắc về pháp lý, cơ chế.